Đáp án: đố vui kinh thánh chủ đề sự cách ly. Câu 1: định nghĩa nào đúng với sự thánh khiết? Đáp án câu D: tất cả đều đúng. Thiêng liêng trong sạch thuộc về thần, về Chúa, không lẫn lộn với sự dơ bẩn ô uế, tách biệt ra, biệt riêng ra khỏi, phân rẽ ra, cách ly với điều ô uế. Câu số 2: các đối tượng của sự thánh khiết. Đáp án câu E: tất cả những điều này là bản tánh của Chúa là thánh khiết. Con người được biệt riêng ra cho Chúa gọi là thánh đồ. Những nghi lễ biệt riêng ra cho Chúa được gọi là thánh lễ. Những vật dụng được biệt riêng ra cho Chúa là những vật dụng thánh. Kinh Thánh ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 5 câu 11, Roma đoạn 15 câu 25, Xuất Ai Cập Ký đoạn 40 câu 10, vân vân. Câu số 3: bản tánh thánh khiết của Đức Chúa Trời như thế nào? Đáp án câu D: cả ba đều đúng. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chí thánh, Ngài là đấng kỵ tà, Ngài là đấng cách ly khỏi tội lỗi, ô uế. Samuel nhất đoạn 2 câu 2, Xuất đoạn 15 câu 11, đoạn 20 câu 5. Câu 4: những con người được biệt riêng ra cho Chúa. Đáp án câu E: tất cả đều đúng. Samson, Aaron và các con cháu, Giăng Báp-tít, Chúa Giê-xu, mỗi cơ đốc nhân. Kinh Thánh ở trong các quan sát đoạn 13 câu 5, Xuất Ai Cập Ký đoạn 28 câu 1 đến câu 5, Luca đoạn 1 câu 5 đến câu 25, đoạn 1 câu 26 đến câu 38. Câu số 5: Đức Chúa Trời đã sáng tạo bằng cách phân rẽ ra. Đáp án câu D: tất cả đều đúng. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 4 câu 7, câu 9 câu 10. Ngày 1, Đức Chúa Trời phân rẽ sự sáng với sự tối, tạo ra ngày và đêm. Ngày 2, Đức Chúa Trời phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với nước ở trên khoảng không, tạo nên bầu trời. Ngày 3, Đức Chúa Trời phân rẽ đất khô với biển, tạo ra đất và biển. Câu số 6: con người được Đức Chúa Trời tạo dựng nên trọn vẹn theo hình ảnh của Chúa, có linh hồn và được tương giao mật thiết với Chúa. Nhưng khi phạm tội, họ đã tự phân rẽ mình xa cách Chúa qua hành động nào? Đáp án câu B: trốn Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 8. Câu số 7: những người nào bị xem là ô uế? Đáp án câu D: tất cả đều đúng. Lê Vi Ký đoạn 12 câu 2 đến câu 5 và đoạn 13. Người bị bệnh truyền nhiễm, ví dụ bệnh phung, phụ nữ đang có kinh nguyệt hoặc là phụ nữ lúc sinh con. Câu số 8: người có triệu chứng nào bị định là bệnh phung và bị kể là ô uế? Đáp án câu C: cả hai triệu chứng trên. Lê Vi Ký đoạn 13 câu 3. Đó là trên da nổi sưng, mục lở, đốm trắng, lông trên vít đó trắng, vít lõm sâu hơn da. Câu số 9: quá trình thầy tế lễ như là bác sĩ chẩn đoán, xét nghiệm, cách ly, định bệnh cho người bị nhiễm, bị nghi nhiễm bệnh phung như thế nào? Câu E: tất cả đều đúng. Lê Vi Ký đoạn 13 câu 1 đến câu 8. Câu số 10: người bị phun phải làm gì và bị cách ly như thế nào? Đáp án câu A: tất cả những hành động bên dưới. Lê Vi Ký đoạn 13 câu 45 đến 46. Đó là xé áo quần đầu trần, che râu lại, la lên ô uế ô uế ở một mình ngoài trại quân. Đây là một cái sự cách ly. Câu 11: đối với quần áo bị vít móc thì xử lý như thế nào? Đáp án câu D: tất cả đều đúng. Lê Vi Ký đoạn 13 câu 47 đến câu 59. Nếu phát hiện ở trên áo có vết màu xanh xanh hoặc đỏ đỏ, giam quần áo đó trong 7 ngày, khám lại, nếu hết thì giặt và quần áo đó được tinh sạch. Nếu không hết, giam tiếp 7 ngày, nếu hết thì giặt được tinh sạch, nếu không hết thì áo đó bị phun và phải đốt đi. Câu số 12: đối với nhà bị vít móc thì xử lý như thế nào?
Đáp án câu C, tất cả các hành động này. Lê-vi ký đoạn 14 câu 33 đến câu 57. Nếu ở trên vách đó có vết xanh xanh đỏ đỏ sâu hơn mặt vách, và trước khi thầy tế lễ vào khám thì phải đem đồ đạc ra hết để không bị lây ô uế. Sau đó niêm phong lại trong 7 ngày, ngày thứ 7 trở lại kiểm tra. Nếu cái vết đó lan ra thì phải gỡ mấy cục đá bị vít đó quăng ra ngoài thành. Cạo hết hồ bên trong và ngoài vách bỏ ra ngoài thành. Lấy đá mới gắn vào, tô hồ mới bên trong và bên ngoài vách. Sau một tuần nữa đến kiểm tra, nếu hết nhà được tinh sạch, nếu không hết đập nhà đó xây nhà mới. Câu số 13. Mạng lệnh của Chúa đối với dân Do Thái ngày xưa qua tiên tri Ê-sai và cũng là mạng lệnh của Chúa cho chúng ta ngày nay qua sự dạy dỗ của Phao-lô về sự phân rẽ, cách ly đối với tinh thần thế gian tội lỗi như thế nào? Đáp án câu E, tất cả đều đúng. Ê-sai đoạn 52 câu 11 và được dẫn chứng lại ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 17. Lời Chúa bảo rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Câu số 14. Sự phân rẽ cách ly kinh khiếp nhất là gì? Đáp án câu C, cách ly hay là lui ra khỏi Chúa và đi vào hồ lửa đời đời. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41, đó là sự chết đời đời, sự chết thứ hai, dành cho những người không có tên ở trong sách sự sống, là những người không tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế của đời sống mình. Câu số 15. Chúa Giê-xu đã có hành động nào đối với người bị bệnh phung, kết quả ra sao? Đáp án câu E, tất cả đều đúng, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 3 và Mác đoạn 1 câu 41. Chúa Giê-xu động lòng thương xót, và Chúa Giê-xu không có xa lánh kỳ thị, nhưng Chúa Giê-xu giơ tay ra rờ người và phán rằng ta khứng hay là ta muốn, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch. Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người bị bệnh phung này. Chúa Giê-xu là đấng quyền năng, Ngài chữa lành mọi bệnh tật. Và ai đau yếu bệnh tật gì đến với Chúa, cầu xin Chúa chữa lành cho tất cả. Câu 16. Chúa Giê-xu đã có lời chia ly với các sứ đồ ngày xưa và chúng ta ngày nay, nhưng đây chỉ là sự cách ly tạm thời, chúng ta sẽ được gặp lại Chúa khi Ngài trở lại. Đáp án E, tất cả đều đúng, Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 4, câu 18 câu 26 và đoạn 16 câu 33. Ta đi về cùng cha, ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Các ngươi không mồ côi đâu, nhưng đấng yên ủi sẽ đến cùng các ngươi. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Ta sẽ trở lại để đón các ngươi về thiên đàng. Đó là những lời hứa của Chúa Giê-xu. Rất là quý giá cho chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa về thiên đàng, nhưng Chúa ban Đức Thánh Linh xuống ở với chúng ta, và Ngài ở với chúng ta đời đời, ở trong chúng ta. Ngài là đấng yên ủi để yên ủi, khích lệ, nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn, dịch bệnh, hoạn nạn như thế này. Và Chúa nói rằng chúng ta sẽ có những hoạn nạn ở trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, đừng nản lòng, hãy cứ vững lòng, bởi vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Và Chúa sẽ trở lại để đón chúng ta về ở trong nước thiên đàng. Câu 17. Bạn học được gì từ lời Chúa qua những câu đố kinh thánh trên? Đây là câu trả lời của bạn, hãy viết ra và chia sẻ cho mọi người. Đố vui kinh thánh chủ đề sự cách ly. Nếu bạn thấy những câu đố này ích lợi cho bạn trong việc học lời Chúa, mời bạn đăng ký kênh, thích và chia sẻ cho nhiều người. Cảm ơn bạn đã xem. Xin Chúa ban phước cho bạn. Mời bạn đón xem đố vui kinh thánh vào thứ tư chủ đề sự hoạn nạn.